LCOOH. Đó là cái công thức ở giữa này. Nếu chúng ta viết rõ rộng hơn nữa thì là LCO2H. Và nếu biết công thức cấu tạo thì chúng ta biết cái công thức đầu tiên LCOO và LCOH. Tức là nhóm carboxylin này sẽ là tổ hợp của hai nhóm tiếp, một nhóm carboxylin và một nhóm OH, tổ hợp của hai nhóm. Thì nói chung là về trạng thái của nó thì nó đều có đủ các trạng thái rắn, lỏng, vàng, hơi. Nó có thể tồn tại ở dạng dimer. Dạng dimer là lý do là do nó có cái liên kết hydro, liên phân tử. Các bạn học liên kết hydro rồi. Liên kết hydro tức là hợp liên kết giữa một hợp chất có hydro linh động. Có hydro linh động. Thì thông thường hydro này sẽ gắn với các nguyên tố có độ ẩm điện lớn, ví dụ như oxy, nitơ. Ví dụ oxy, nitơ. Thì hydro này là hydro linh động. Và nó sẽ tạo liên kết với lại một cái nguyên tố cũng vậy, thường nguyên tố đó cũng là nguyên tố có độ âm điện lớn và trên nguyên tố mang đôi điện tử to, ví dụ như oxy hay nitơ. Thì cái loại liên kết như này thì người ta gọi là liên kết hydro. Và trong phân tử axit thì chúng ta biết là công thức là RCOOH. Thì đây là là hydro liên kết với một nguyên tố có độ âm điện lớn, cho nên hydro này là hydro linh động, nó phân tử và nó có cái nhóm C đối đôi O. Thì oxy có độ âm điện lớn mang đôi điện tử tự do đứng cạnh một liên kết ghép, cho nên nó sẽ lại hút thêm điện tử về, cho nên cái mật độ điện tích âm trên oxy lớn. Chính vì thế nó có khả năng tạo liên kết hydro với lại phân tử axit thứ hai, ví dụ như thế. Cái này thì với O này đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ có hai phân tử axit nó quay đầu của cái nhóm kích lại với nhau thì nó sẽ tạo thành cái dạng dimer, gọi là tức là hai phân tử dimer. Và cũng có thể ở dạng polymer, nếu nhiều phân tử liên kết với nhau thì lát nữa chúng ta sẽ thấy cái công thức các bạn, nếu mà nó ở dạng polymer. Và tùy theo cái cấp hydrocarbon này, nó là các cái cấp hydrocarbon mà các bạn đã học ở chương hydrocarbon rồi. Cấp có thể là cấp alkin, alkanin hay alkinin, hay là cấp arin, cấp hydrocarbon thơm, hay là các cái cấp như là cyclohexane, của cyclohexane. Thì tùy theo cái cấp mà người ta sẽ phân loại các cái acid carbonic thành acid no, acid không no, acid mạch hở thì gọi là acid béo. Mạch hở có thể chưa no thì người ta gọi axit béo. Còn nếu nhóm COOH gắn trực tiếp trên lên thôi thì người ta gọi đây là axit thơm. Còn ví dụ cái axit như này người ta gọi là axit béo mạch hở, tức là mạch hở không phải là nóng bỏng thơm thì người ta gọi đó là các axit béo. Axit béo này có thể no, có thể chưa no, ví dụ như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần quan trọng. Danh pháp, phần danh pháp tức là gọi tên của axit. Thì các bạn biết rồi, tên của các cái hydrocarbon mà các bạn đã học ở chương hydrocarbon đó là tiền đề để chúng ta gọi tên tất cả các loại vật chất trong nhóm kiếp. Chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ gọi tên của cái hydrocarbon tương ứng với cái mạch carbon dài nhất, chúng ta chọn ra là tên hydrocarbon tương ứng. Rồi chúng ta cộng thêm một cái đuôi là nó tự trưng cho cái nhóm kiếp. Ví dụ như hydrocarbon cộng thêm đuôi on thì các bạn có argon, cộng thêm đuôi an các bạn có anhydride, cộng thêm on các bạn có ceton. Ví dụ như vậy thì với axit thì sẽ là tên của hydrocarbon cộng thêm cái đuôi là ox ở phía sau, đó là tên quốc tế. Và tất nhiên ngoài cái tên hydrocarbon này thì nó có thể có tên các cái nhóm thế khác, thì chúng ta sẽ gọi vị trí tên các nhóm thế rồi đến tên của hydrocarbon tương ứng cộng thêm đuôi ox thì chúng ta sẽ có ví dụ. Về phần đánh số thì chúng ta sẽ chọn cái mạch chính sẽ là cái mạch carbon dài nhất mang nhóm COOH là mạch chính. Và trong tên quốc tế chọn mạch carbon dài nhất mang nhóm COOH là mạch chính. Số 1 chúng ta sẽ đánh ở trên nhóm COOH. Rồi sau đó chúng ta sẽ gọi theo cái tên như là cái hàng chữ y màu đỏ này. Đó. Rồi cái loại tên thức thứ hai đó là tên pháp carboxylic.
Rồi, lấy một cái ví dụ đơn giản để các bạn thấy với cái tên quốc tế. Ví dụ các bạn có công thức là CH3, CH2, COOH. Thì chúng ta thấy cái mạch đây là cái mạch carbon rồi, dài nhất rồi, đây là tên đơn giản rồi. Ví dụ ở đây chúng ta có một nhóm này là nhóm OH nữa, thì chúng ta sẽ đánh số 1, 2, 3. Ba carbon và mạch carbon này nó thì tương ứng là pro-pa, đúng không? Rồi chúng ta thêm đuôi OX vào. OX là vị trí số 1 rồi, cho nên chúng ta không cần có một chữ OX. Và đây là vị trí số 2, chúng ta có nhóm hydroxy thì chúng ta gọi là 2 hydroxy proton mới. Rồi chữ axit đằng trước, nam dần ở tên axit trừ và chữ axit đằng trước. Trong tiếng Anh thì chữ axit người ta sẽ để ở phía đuôi. Đó, đó là dưới tên quốc tế. Còn cái danh sách thứ hai, người ta sẽ ít gọi cái danh sách này hơn. Thường cái danh sách gặp một chiếc này, người ta hay gọi cho những hợp chất mà người ta rất khó gọi tên quốc tế. Và nó cũng không có tên thông thường, ví dụ như vậy. Thì khi đó người ta sẽ gọi theo tên là carboxylic. Ví dụ như các bạn có một cái hợp chất như thế này, thì cái này chúng ta không gọi tên quốc tế được ha, chúng ta, tại vì đây đã là vòng được. Cái này không thể cho nó ghép nó vào với cái vòng để gọi thành 7 carbon được. Cho nên khi đó người ta sẽ cắt ra làm hai. Cái phần này người ta sẽ gọi cho tên nguyên của cái hydrocarbon này, nghĩa là tên nguyên của nó chứ không phải tên gốc. Thì cái vòng này tên của nó là cyclohexan, đúng không? Vòng cyclohexan thêm chữ carboxylic. Thì cái vòng này chúng ta sẽ gọi là cyclohexan. Rồi carboxylic đó là tên của danh sách carboxylic. Cho nên chúng ta chú ý là cái danh sách carboxylic này chúng ta sẽ có cái tên hydrocarbon tương ứng với cái gốc R. Đây cái gốc R gắn nhóm với carboxylic thì là tên nguyên, nhớ là tên nguyên chứ không phải tên gốc hydrocarbon nha. Các bạn không thể gọi được là cyclohexin carboxylic mà phải gọi là cyclohexan carboxylic. Ngoài ra, axit thường có tên thông thường. Các bạn có cuốn sách rồi đó, họ có một cái bảng rất là dài, rất nhiều tên thông thường của axit, rất nhiều. Thì một số cái tên thông thường này có phản ánh cái nguồn gốc xuất xứ của axit. Ví dụ axit carbonic có một carbon HCOOH là axit carbonic. Tên thông thường của nó là axit carbonic. Thì nó có ở trong một loài kiến chứ? Tên loài kiến này, tên khoa học của nó là Quarnica. Cho nên axit có tên là carbonic. Còn axit acetic của chúng ta CH3COOH này chẳng hạn, đó là axit acetic thì nó là dấm. Chúng ta biết là dấm, mà dấm thì có cái tên là acetin. Cho nên là axit thì gọi là acetic, ví dụ như vậy. Hay là axit butyric có 4 carbon thì bất cứ là nó có ở trong bơ. Bơ thì là bậc sơ. Cho nên axit là axit butyric, ví dụ như vậy. Và cái danh sách thông thường này thì nó lại có một cái là nó lại được sử dụng rất là phổ biến. Đó, rất phổ biến, cho nên chúng ta phải nhớ được một số hợp chất thì theo cái danh sách thông thường. Và với axit nâu thì các bạn phải nhớ tối thiểu các bạn nhớ đến 6 cái axit đầu tiên. 1 carbonic, 2 acetic, 3 propionic, 4 butyric, 5 valeric, 6 carboxylic. Axit siêu to thì bắt đầu là từ 3 carbon thì chúng ta có cái axit alkylic. Ví dụ như vậy thì các bạn học aldehyde rồi. Aldehyde cũng thế, cũng gọi tên thông thường của axit kèm theo chữ an đằng trước, hoặc là tên thông thường của axit bỏ chữ x đi tên aldehyde đằng đuôi. Cho nên từ cái chữ aldehyde các bạn đã phải biết tên của một số axit theo tên thông thường rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có một số cái ví dụ ha. Rồi ví dụ với hợp chất đầu tiên. Và các bạn cũng có học ở cái chương hợp chất carbonin rồi. Nếu mà gọi tên thông thường thì thường người ta đánh số các cái nhóm thế là theo vị trí alpha, beta, gamma, đúng không? Thì với axit cũng thế, thường tên thông thường thì người ta đánh bằng chữ y là alpha, beta, gamma. Nếu các bạn không nhớ được cái đó, các bạn đánh số cho quốc tế thì các bạn vẫn chấp nhận. Chúng
vẫn được chấp nhận, cho nên các bạn cũng không lo cái chuyện đó. Rồi ví dụ như cái ví dụ ở trên bảng đó, các bạn có cái mạch carbon dài nhất, đó là có 6 carbon và no thì tương ứng là hexan. Hydrocarbon no là hexan, thêm OX và là hexan NOX. Ha. Và chúng ta đến số 1 ở trên nhóm cơ OH, do đó ở cái vị trí số 3 chúng ta có một gốc etin, số 4 có một nhóm betin. Như vậy chúng ta sẽ gọi là 3 etin, 4 betin, hexan NOX acid. Ha. À, tên thông thường của acid 6 carbon no này đó là acid carboxylic. Thì cái vị trí carbon bên cạnh nhóm trước là carbon alpha, nghĩa là như vậy, alpha, beta, gamma. Như vậy thì ở vị trí beta là etin và gamma là betin, carboxylic. Đó, thì đó là cái cách, một cái công thức tiêu biểu để chúng ta có thể gọi tên theo danh pháp quốc tế và danh pháp thông thường. Rồi đây, với hợp chất này thì chúng ta sẽ gọi hợp chất này theo danh pháp carboxylic thôi. Đó. Và đương nhiên cái vị trí của nhóm chất axit carbon gắn vào đó là carbon số 1. Đó, chúng ta sẽ có carbon này sẽ là số 1. À, như vậy thì chúng ta sẽ có là 1 metin cyclohexan carboxylic. Chúng ta bây giờ tên của axit thì chúng ta cũng nhớ, chúng ta để vị axit lên đặt hoặc để dưới đuôi chữ ha. Dưới đuôi thì nó là theo tên tiếng Anh. Rồi đây là axit chưa no, 4 carbon. Như vậy thì tương ứng với buten ha, buten là 2N, đánh số thì ta phải ở trên nhóm trước. Và do đó số 1 cũng ở trên nhóm trước, như vậy đôi đôi sẽ ở vị trí số 2. Như vậy sẽ là buten 2N1OX, nhưng mà số 1 không cần thiết, chúng ta có thể bỏ đi. Như vậy axit này sẽ là axit buten 2N2OX. Tên thông thường của axit này là axit protonic. Thì các bạn có cái amidit tương ứng là protonamidit hoặc là amidit protonic. Nếu mà cái nhóm COOH này là nhóm CHO thì các bạn có là amidit protonic hoặc là protonamidit. Rồi axit, axit này tên riêng của nó là axit cinnamic. Nó có ở trong cây quế, vỏ quế, vỏ cây quế, axit cinnamic. Nếu gọi là danh sách quốc tế thì các bạn sẽ gọi đây là 3 carbon, như vậy tương ứng là propenoic. À, propenoic, vị trí số 3 có nhóm phenin, như vậy chúng ta gọi là 3 phenin propenoic. Và tên thông thường của cái axit này là axit acrylic. À, axit có 3 carbon chưa no, đầu tiên đó là COOH. Đó, thì axit này là axit acrylic. Acrylic. À, như vậy vị trí số 3 có góc phenin chúng ta gọi là 3 phenin của propenoic hoặc là beta phenin acrylic. Hoặc tên người ta hay gọi là axit cinnamic. À, amidit tương ứng đó là cinnamidit. Rồi axit benzoic. Hợp chất này nó chỉ từ benzen và tên nhóm chất axit và được gọi là axit benzoic, nó coi như là tên quốc tế cho hợp chất này luôn. Quốc tế thông thường thì sẽ là nó cả. Rồi hợp chất tiếp theo các bạn thấy nếu như là CH3COOH thì đó là axit acetic, tên thông thường etanoic, tên quốc tế. Và ở cái vị trí alpha hoặc là vị trí số 2 đó có gốc phenin thì chúng ta gọi là 2 phenin. Nhiều khi người ta bỏ con số 2 luôn, người ta gọi đó là axit phenin etanoic hoặc là phenin acetic, tại vì không còn carbon nào để gắn gốc phenin này ngoài cái carbon alpha cả. Rồi đây là axit xuất xứ từ toluen, cho nên axit này được gọi là axit toluic tên thông thường. Và ở vị trí para, cho nên chúng ta gọi là para-toluic. Tất nhiên chúng ta có đồng phân octol và meta. Còn nếu theo tên quốc tế thì chúng ta sẽ gọi hợp chất này là axit 4-metin-benzoic. Axit thông là axit benzoic. Axit benzoic ở vị trí số 4 hoặc vị trí para cũng được, không phải là metin thì chúng ta gọi axit này là 4 hoặc para-metin-benzoic. Và tên thông thường của nó đó là axit para-toluic.
Với phẩm chất này thì chúng ta thấy gọi theo tên khác gặp luôn khi lịch không, chúng ta không gọi không có tên thông thường cũng như không gọi theo tên quốc tế được, chúng ta sẽ gọi theo tên khác gặp luôn khi lịch. Thì như vậy có một đây, một hai, như vậy đây sẽ là tiếp theo con từ một n. Rồi, gặp luôn khi lịch. Rồi với cái công thức tiếp theo, chúng ta nhìn nè, 1, 2, 3, cái mạch này là mạch chính, do đó chúng ta sẽ gọi axit này là axit, 3 carbon là propanoic, đúng không? Ở vị trí số 2, 1 kilo thay bằng 1 cái gốc cyclohexin, cho nên chúng ta sẽ gọi axit này là axit 2, cyclohexin, propanoic, hoặc là alpha, cyclohexin, propionic, là tên thông thường, propionic. Trường hợp này người ta viết với dạng đồng phân hình học, cho nên chúng ta nhớ chúng ta xem cái tên pháp của đồng phân vào ha. Thì chúng ta thấy đồng phân này là đồng phân ăn hoặc là đồng phân âm, hai nhóm tên lớn, hai phía nhỏ khác phía đó, cho nên là đây sẽ là âm. Rồi ở vị trí này chúng ta đánh số và chọn cái carbon này nhé. Mạch này có 6 carbon, còn đối đôi vị trí số 3, như vậy là H3N. Cái tên ở đây là H3N1OX hoặc là cỏ 1 cũng được. Vị trí số 4 chúng ta có một nhóm metin thì chúng ta để cái 4 metin lên trước. Rồi với hợp chất này, với hợp chất này chúng ta có axit này là axit benzoic ở vị trí số 4 hoặc là vị trí para cũng được. Chúng ta có một nhóm NH2, nhóm NH2 gọi cho nhóm thế đó là nhóm amino. Như vậy là para hoặc là 4 amino benzoic nha. Rồi một ví dụ nữa, axit này có 4 carbon thì là butanoic là tên quốc tế, butyric là tên thông thường. Ở vị trí số 2 có nhóm methoxy. OCH3 là nhóm methoxy, hoặc là vị trí alpha với cái tên thông thường. Rồi axit này là octohydroxy benzoic, đó là gọi theo tên pháp. Còn tên thông thường của nó là axit salicylic. Axit salicylic là cái tên mà người ta sẽ thường xuyên gọi, và đối với chúng ta trong ngành dược thì chúng ta phải biết cái tên của hợp chất này là salicylic. Rồi, hợp chất này là paranigrobenzoic. Axit này là octoaminobenzoic. Với axit này nó có tên thông thường là axit anhydrilic. Chúng ta thấy đây là paraaminobenzoic, đây là octoaminobenzoic. Thì cái axit mà ở vị trí octo này nó có một cái tên riêng, đó là axit anhydrilic. Rồi chúng ta sang phần điều chế axit. Thì cái phương pháp đầu tiên là phương pháp oxy hóa. Chúng ta đã học hai chương rồi, ancol rồi, aldehyde rồi. Chúng ta biết chúng ta oxy hóa ancol bằng chất oxy hóa mạnh luôn thì chúng ta cũng thu được axit, và chúng ta oxy hóa aldehyde chúng ta cũng thu được axit, đúng không? Do đó chúng ta sẽ có thể là chúng ta có aldehyde hoặc là ancol. Ancol bậc nhất, nhớ là ancol bậc nhất. Ancol bậc hai oxy hóa histidon nha. Ancol bậc nhất hoặc là aldehyde chúng ta oxy hóa thì chúng ta sẽ ra axit. Chúng ta ra axit này. Ancol bậc nhất. Và tác nhân oxy hóa của chúng ta có thể là các tác nhân ví dụ như gan và NO4 ha. K2CR2O7 rồi Na2CR2O7 CrO3. Riêng với aldehyde thì còn dễ hơn nữa, chúng ta biết rồi, tác nhân ví dụ như là thuốc thử cơ len hay thuốc thử phê len cũng đã oxy hóa mạch rồi. Thuốc thử cơ len viết gọi lại đó là oxit bạc trong ammoniac AG2O cho NH3, đó là cơ len. Phê len thì viết gọi lại là COH2 lần đó. Thì những tác nhân oxy hóa nhẹ như này cũng oxy hóa được aldehyde về thành axit, và các bạn đã học rồi. Rồi,
Ngoài ra những cái phản ứng các bạn cũng đã học hết rồi. Thì về cái phương pháp oxy hóa này, các bạn có ăn kem đúng không? Ăn kem là hợp chất có chứa hydroxyc đó. Thì cái phản ứng đặc trưng của ăn kem là có hai phản ứng: một là tổng hợp ái điện tử, hai là phản ứng oxy hóa. Đó là hai phản ứng đặc trưng nhất của ăn kem. Nếu chúng ta oxy hóa ăn kem, nhất là khi chúng ta oxy hóa bằng những các chất oxy hóa mạnh, ví dụ như là gan và nhóm 4 K2 này, thì nó sẽ cắt luôn cái mạch carbon chỗ này và mỗi bên sẽ oxy hóa thành một axit, hoặc là chúng ta có thể ozon hóa cũng được. Rồi, chúng ta ozon hóa rồi sau đó chúng ta sẽ thủy phân ozonic, rồi chúng ta cũng thu được anthenic. Rồi từ anthenic chúng ta chuyển thành axit. Thì cái hợp chất ozon hóa các bạn đã học khi ăn kem rồi. Và nhắc lại cái này nha. Ví dụ như các bạn có CH3, CH, CH, CH3, các bạn ozon hóa thì các bạn sẽ thu được ozonic tương ứng sẽ là CH3, CH. Rồi, phá vỡ khi liên kết đôi và nối với 3 oxy, đúng không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ thủy phân cái ozonic này. Thủy phân, nếu chúng ta thủy phân mà chúng ta có kẽ vào thì phản ứng sẽ dừng ở ra anhydride, nhưng nếu không có kẽ thì nó sẽ ra tới axit. Nếu không có kẽ làm phức tạp thì nó sẽ ra tới axit. Ví dụ chúng ta chỉ thủy phân thôi thì chúng ta sẽ ra hai phân tử axit acetic. Nếu có kẽ vào thì chúng ta ra hai phân tử acetaldehyde. Rồi các bạn cũng học cái điều chế acetone rồi. Acetone thì nếu như mà cái gốc và cái hợp chất ankin, ankin tức là nitro gắn gốc hydrocarbon. Nếu như còn nitro alpha chúng ta đem oxy hóa thì chúng ta sẽ thu được acetone. Còn các bạn cũng học cái phản ứng điều chế acid từ hợp chất có nhóm benzin ceton. Các bạn học chưa ceton rồi, hợp chất có nhóm tiếp benzin ceton. Ví dụ như chúng ta có RCOCH3, đây thì nhóm này gọi là nhóm benzin ceton. Thì nhóm này nó có cái phản ứng halogen. Tức là khi chúng ta cho phản ứng với halogen trong môi trường kiềm thì chúng ta sẽ cắt cái phần này ra, phần này sẽ thành axit và phía bên này sẽ thành hợp chất halogen. Rồi chúng ta sẽ có ví dụ để chúng ta xem ha. Ví dụ hydroxy bậc nhất chúng ta sẽ oxy hóa mạnh luôn, còn các chất oxy hóa thông thường ví dụ như thuốc tín trong môi trường axit sulfuric là thường là ở ngay nhiệt độ thường thôi, 25 độ C, đó là nhiệt độ phòng thí nghiệm bình thường của các nước châu Âu cái quân đội đó, thì nó đã oxy hóa được cái acetone bậc nhất về thành axit. Nếu như chúng ta đi từ anhydride thì phản ứng không xảy ra nhanh hơn nữa. Chúng ta cũng oxy hóa thì nhanh hơn nữa và hiệu suất rất là cao. Rồi đây là vật chất này là butanol hay là gọi là ethylbenzeton. Thì có nhóm tiếp benzeton. Đây các bạn nhìn thấy nó này nhóm benzeton. Khi chúng ta cho phản ứng với halogen trong môi trường kiềm thì chúng ta sẽ cắt cái phân tử này ra. Chúng ta sẽ được một bên sẽ là CH3. Cái bên CH3 đó sẽ là CH3. Cái phần còn lại thì là môi trường kiềm, cho nên axit sẽ ở dạng muối, sẽ là CH2COOCl. Do đó bước thứ hai thì ta sẽ axit hóa thì nó sẽ thành là axit. Thì đây cũng là một phản ứng được ứng dụng để điều chế axit. Rồi đây là một ankin, một ankin benzen điển hình. Ví dụ như chúng ta có N-propylbenzen thì cái carbon gắn trực tiếp trên cái nhân thông này cũng được tên là carbon alpha. Thì điều kiện phải là còn hydro. Còn hydro thì khi đó chúng ta oxy hóa thì nó sẽ cắt cái mạch carbon ngay tại cái carbon alpha sẽ dính vào với cái gốc này và thành nhóm tiếp axit, và cái lửa này sẽ thành axit một phân tử nhỏ hơn. Nếu như hợp chất mà không còn hydro alpha nữa, ví dụ ở đó cái gốc cạch butin thì chúng ta sẽ không có phản ứng này. Ví
ví dụ các bạn có nhân lên lên à, các bạn có lúc này lúc đẹp Putin này là hết hydro rồi thì khi đó sẽ không có cái phản ứng về điều chế là acid lâu như cái phản ứng cuối cùng của chúng ta. Và đó là phương pháp oxy hóa nha, đều là những cái phản ứng các bạn đã học hết rồi nha. Cái phản ứng cuối này thì các bạn học ở chương benzene rồi. Phương pháp thủy phân, phương pháp thủy phân thì nói chung là người ta đi thủy phân nhá, dẫn xuất của acid carboxylic. Các dẫn xuất của acid carboxylic thì khi thủy phân đều cho acid carboxylic. Phản ứng thủy phân có thể xảy ra rất dễ dàng đối với acid salic. Đối với amin salic thì phản ứng thủy phân có thể chỉ cần nước thôi là đã thủy phân cho thành acid rồi. Nhưng các cái dẫn xuất khác ví dụ như là ethylene hay amin thì thủy phân và nó sẽ có phức tạp và nhiệt độ. Phức tạp có thể là trong môi trường acid hay là môi trường bao giờ môi trường bao giờ thủy phân thì cho ra acid. Thì các cái phản ứng thủy phân này thì lần lượt chúng ta sẽ học ở phần dẫn xuất của acid. Thì nói chung dẫn xuất acid thì thường là như này các bạn. Nhóm đây là nhóm chức acid này, đây là nhóm OH này. Khi người ta thay cái nhóm OH này bằng những nhóm chức khác, ví dụ thay bằng halogen thì các bạn có dẫn xuất acid salic, dẫn xuất đầu tiên đó. Khi các bạn thay bằng một nửa phân tử acid nữa là O rồi lại C O góc R nữa thì chúng ta có cái cấu trúc này là acidic. Còn nếu như chúng ta thay OH bằng nhóm NH2 thì chúng ta có amin. Thay bằng một gốc alkoxy hoặc aroxy OR hoặc OAR thì chúng ta có ester. Thì đó đều là những cái dẫn xuất của acid mà từ từ chúng ta sẽ xét hết tất cả các cái dẫn xuất này. Rồi ví dụ các bạn có dẫn xuất nitin, dẫn xuất nitin thì toàn bộ cái nhóm OOH đã thay bằng đối phân với nitơ. Thì dẫn xuất này các bạn cũng đã học rồi, nhưng không phải chúng ta chưa học. Ví dụ các bạn có RX, các bạn có cái dẫn xuất halogen RX, các bạn cho phản ứng với KCN, phản ứng thế ái nhân thì CN sẽ thay thế. Và chúng ta thủy phân hợp chất này thì chúng ta sẽ thu được là acid. Cái phản ứng này các bạn có học ở cái chương dẫn xuất halogen rồi ha. Thì ví dụ chúng ta có hợp chất là phenin acetolipin, chúng ta thủy phân cương thủy phân hợp chất này thì cái lưu lượng nước sẽ gấp đôi. Môi trường thủy phân ví dụ như là H2SO4 nhiệt độ lên 100 độ thì chúng ta thủy phân tới 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ có acid phenin acetic. Hoặc là một cái ví dụ nữa cũng là hợp chất nitin, anh để ra nitin 11 carbon. Và chúng ta thủy phân thì chúng ta sẽ có acid anh để ra nối. Ví dụ thủy phân này thì trong môi trường kiềm. Thường thì trong môi trường kiềm thì ta biết như này, nhưng thực chất nếu trong môi trường kiềm thì chỗ này sẽ phải là can hoặc NA. Và chúng ta sẽ để có acid thì chúng ta sẽ acid hóa. Thì chúng ta có acid, cái này người ta biết này là gọn thôi. Rồi, còn một hợp chất nữa thủy phân cho ra acid khá đặc biệt mà không thuộc về dẫn xuất của acid, đó là dẫn xuất phi halogen. Và dẫn xuất phi halogen này thì chỉ có thể ở đầu mạch thôi các bạn nha. Ở đầu mạch thì chúng ta biết, các bạn biết rồi, dẫn xuất halogen RX nói chung khi chúng ta thủy phân thì chúng ta sẽ thủy phân trong môi trường kiềm. Các bạn học rồi, dẫn xuất halogen thủy phân trong môi trường kiềm thì chúng ta sẽ thu được là R OH, đúng không? ROH là ancol. Đó là một halogen, nếu hai halogen thì các bạn sẽ ví dụ đây, các bạn sẽ có là CH CL2 thì khi đó chỗ này chúng ta sẽ là CH2OH. Có hai OH trên một carbon, các bạn biết nó không bền, nó sẽ tách nước đi cho aldehyde. Các bạn có dẫn xuất mà gọi là C-dihalogen thủy phân trong môi trường kiềm thì tùy cái vị trí của nó, chúng ta có aldehyde giữa đầu mạch, giữa mạch có ceton. Còn nếu dẫn xuất phi halogen lên luôn, tức là trên một carbon luôn thì chỉ có thể có ở đầu mạch thôi.
Khi chúng ta tuyển quân thì đương nhiên nó sẽ thay bằng ba nhóm OH. Ba nhóm OH thì cũng vậy, nó sẽ tách loại nước đi và khi đó chúng ta có axit. Đây ví dụ các bạn có RC ba nhóm ba halogen thì phân được thay bằng ba OH. Ba OH trên một carbon thì không về, nó sẽ tách đi một phần tử nước. Như vậy là chúng ta sẽ có COOH. À, ví dụ như các bạn có hợp chất, lấy một cái ví dụ các bạn có hợp chất 111 trong trichlorobroban, chúng ta chuyển phân thì chúng ta trong môi trường tiền chúng ta sẽ thu được là axit propanoic hay là axit propionic ở trên thông thường. Rồi một cái nhóm điều chế lớn nữa đó là carboxin hóa hợp chất hữu cơ. Carboxin hóa hợp chất hữu cơ cũng là có phải là các bạn đã học rồi, các bạn có thể đi từ hợp chất cơ phin, cơ phin các bạn học rồi, hữu cơ và kim loại và thông thường các bạn học là cơ magie và cơ lysin. Thì cơ phin khi chúng ta cho phản ứng với CO2 thì chúng ta sẽ được muối và chúng ta axit hóa cái muối này thì chúng ta sẽ thu được axit. Đó là chúng ta có thể đi từ cơ magie, cơ lysin rồi cho phản ứng với CO2 nha. Thì CO2 trên giữa liên kết giữa carbon và kim loại và chúng ta sẽ có muối trước đã rồi sau đó chúng ta axit hóa thì chúng ta sẽ ra axit. Rồi chúng ta có thể đi từ alcolate nha, chúng ta có thể đi từ alcolate hoặc đi từ sút, hoặc đi từ sút nếu mà cái gốc R này là H thì là chúng ta có NaOH đó. Thì khi đó chúng ta sẽ cho phản ứng với monooxid carbon thôi chứ không phải đi oxit carbon ha. Ở nhiệt độ và áp suất cao chúng ta cũng được muối, rồi sau đó chúng ta axit hóa chúng ta cũng có axit, rồi một cái phương pháp nữa đó là điều nhiệt axit thơm. Điều nhiệt axit thơm bằng cái phản ứng tương tự như phản ứng axit hóa. Các bạn học phản ứng axit hóa của nhân benzen rồi nha. Các bạn có benzen, ví dụ các bạn cho phản ứng với CH3COCl đúng không? AlCl3 thì các bạn sẽ có sản phẩm của các bạn sẽ là chúng ta sẽ từ hydro đây nha. Chúng ta sẽ loại HCl đi, chúng ta gắn cái gốc axit vô COCH3. Đó. Thì tương tự như vậy ở đây, thay vì chỗ này là CH3 thì chỗ này là một cái clo khác nữa. Thì phản ứng cũng vậy thôi, chỗ này sẽ là Cl. Và đây chính là dẫn xuất axit của axit. Chỉ cần chuyển phân hợp chất này thôi, cho nước mà. Không cần đun nấu gì hết, cho nước vô thôi. Là phản ứng sẽ thành ra là nhóm này sẽ chế loại OH và chúng ta sẽ có axit. Và cái hợp chất COCl2 này là thuốc gen, nam là thuốc gen. Thuốc gen là một chất rất là độc. Rồi còn một cái loại phản ứng nữa, carboxin hóa vào alken, các bạn cũng đã học rồi, và alken. Ví dụ như chúng ta có ethylene, chúng ta cho phản ứng với lại monooxid carbon ha, với thuốc cát ở đây là một cái muối tetracarbonyl nickel ha. Thì chúng ta sẽ thu được một ceton vòng 3. Và ceton này vòng 3 thì rất dễ bị phá vỡ vòng, chúng ta chỉ chuyển phân thôi thì nó sẽ phá vỡ vòng và chúng ta axit tương ứng. Rồi ví dụ chúng ta chưa có cơ kim, chúng ta chỉ có dẫn xuất halogen thôi thì chúng ta sẽ điều chế thành cơ kim. Ví dụ các bạn có hydrobutan 1,2,3,4, 5,2,3,4,5 chúng ta cho phản ứng với lại magie thì chúng ta sẽ được là cetbutin magie brumid, rồi sau đó chúng ta cho phản ứng với CO2 và cuối cùng chúng ta axit hóa thì chúng ta cũng thu được axit. Rồi đây là cơ lysin. Cơ lysin cho phản ứng với CO2 cũng được là muối. Ví dụ phenyl lysin thì chúng ta sẽ được là benzoat lysin muối. Axit hóa thì được axit benzoic. Đây phản ứng này thay vì alcolate
chúng ta có thể sử dụng là NaOH cũng được, và với CO thì chúng ta sẽ có axit formic. Còn nếu đây là C2H5 HONa thì ở đây chúng ta sẽ có axit ba carbon và chloroionic, được như vậy. Đó là phương pháp carboxin hóa. Như vậy từ nãy giờ là chúng ta có ba cái phương pháp lớn. Phương pháp đầu tiên là oxy hóa, rồi đến phương pháp thủy phân, rồi đến carboxin hóa. Rồi bây giờ chúng ta sang một phương pháp tổng hợp axit rất là quan trọng, đó là phương pháp gọi là tổng hợp malonic. Tổng hợp malonic, người ta sẽ đi từ ester của axit malonic và dẫn xuất halogen. Và dẫn xuất halogen. Ví dụ người ta có thể điều chế cái axit này RCH2COH từ R'X. Thì chúng ta thấy gốc R'X ở đây có R'. Như vậy sẽ có một nhóm CH2COH. Và cái nhóm này sẽ từ ester của axit malonic mang lại cho chúng ta. Đây là axit malonic, công thức của axit malonic. Nó có một nhóm methylene ở giữa hai nhóm COH và một di axit nha, là một di axit. Và chúng ta biết là đây là hai nhóm rút điện tử, đúng không? Hai nhóm rút điện tử nối đơn, nối đơn, rồi carbon có hydro thì có hiệu ứng siêu liên hợp nữa, vừa hiệu ứng cảm ứng vừa hiệu ứng siêu liên hợp. Cho nên cái hydro của nhóm này, methylene này là hydro linh cặp, hydro linh cặp. Và axit malonic thì nó có một cái đặc điểm là thứ nhất là có hydro linh cặp, hai hydro linh cặp. Đặc điểm thứ hai nữa là nó dễ bị đề carboxin hóa, dễ bị đề carboxin hóa. Axit malonic chúng ta một công thức ra chúng ta biết dài ra đây. Thì đây là hai cái hydro linh cặp và đây là diaxit. Với tác dụng của nhiệt độ thì nó sẽ loại CO2 đi và hydro sẽ đáp vào đây sẽ thành CH3 chloro. Tức là để carboxin hóa axit malonic chúng ta sẽ có axit acetic, đúng không? Có axit acetic. Và chỉ cần chúng ta cho nó vào trong ống nghiệm và chúng ta lấy thành bồn phân hút nhẹ lên cái thôi thì là nó sẽ phóng thích ra CO2 ngay. Đó, thì chính cái đặc điểm đó mà người ta sẽ mang nó gắn vào với dẫn xuất R'X này. Và sau khi để carboxin hóa thì chúng ta mới có monoacid. Và lý do là người ta không sử dụng acid malonic ngay, mà người ta sẽ sử dụng ester của acid malonic. Đó, cũng vì lý do là dưới tác động của nhiệt độ thì nó sẽ để carboxin hóa. Mà khi nó để carboxin hóa nó tan thành là acid acetic rồi thì cái hydro này không liên động bằng cái hydro trên này nữa, thì phản ứng sẽ rất khó khăn để xảy ra. Cho nên người ta mà phản ứng của chúng ta thường phải dùng nhiệt độ, cho nên chúng ta không dùng dưới dạng axit malonic này được, chúng ta phải dùng dạng ester. Ester thì nó sẽ bền dưới nhiệt hơn, nó không bị đề vào bốc sinh hóa. Rồi chúng ta sẽ để vào bốc sinh hóa sau cùng. Rồi bây giờ dưới dạng chúng ta xem, chúng ta thấy là rồi axit ester của axit malonic có hydro linh động. Phản ứng này sẽ sử dụng xúc tác là một ba giờ hữu cơ. Xúc tác là ba giờ hữu cơ. Thường người ta sẽ hay sử dụng alcolat, ví dụ là ethylat natri chẳng hạn. Cái alcolat có được là các bạn biết rồi, alcolat có là nhờ ancol, vai trò ancol, ví dụ C2H5OH trong phản ứng với các ly kim loại thì chúng ta sẽ sử dụng C2H5ONa. ONa thì là Na cộng và O trừ, nó sẽ phân ly ra. Như vậy đây là một ba giờ mạnh hơn cả OH trừ, mạnh hơn cả OH trừ. Đó thì cái ba giờ này nó sẽ lấy cái hydro linh động để tạo thành phân tử lượng và nó cho chúng ta một cái carbanion sinh ra. Carbanion này là một ba giờ rất mạnh, chúng ta biết rồi nha. Carbanion là một ba giờ rất mạnh, nó là một axit yếu, cho nên ba giờ liên hợp của nó thì rất mạnh. Axit rất yếu thì ba giờ liên hợp sẽ là rất mạnh. Chính vì cái ba giờ mạnh này nó mới bắt được R cộng ra khỏi RX. Hợp chất dẫn xuất là hợp chất RX này thì chúng ta biết rồi, nó có sự phân cực, đó là X sẽ là trừ và R sẽ là cộng.
Cho nên C trừ nó sẽ lấy đi H cộng, và nó sẽ gắn H cộng vào phóng thích X trừ ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển phân cái chiếc ST. Đang chuyển phân ST. Chuyển phân ST này thì để chống cái phần chuyển phân, chúng ta dùng axit hoặc dùng bao giờ được tùy chúng ta. Phải có thức tác, dùng chuyển phân sẽ có thức tác. Nếu chuyển phân trong môi trường axit thì đó là phản ứng thuận nghịch, đúng không? Nếu chuyển phân trong bao giờ thì phản ứng một chiều, và sau đó chúng ta axit hóa lại thì chúng ta sẽ thu được axit. Nhưng thông thường thì trên phản chương trình phản ứng để nhanh thì người ta sẽ biết luôn là chuyển phân trong môi trường axit luôn để ra axit. Và đây trở về dạng của axit malonic, cho nên chỉ cần dưới tác động của nhiệt độ thôi là sẽ đề cập bốc sinh hóa, và như vậy chúng ta sẽ thu được monoaxit, tức là axit chỉ có một nhóm trước thôi. Đó. Thì chúng ta thấy là đi từ một cái dẫn xuất R phẩy X ban đầu dùng ST malonic, chúng ta sẽ tăng lên một nhóm, một carbon và một carbon nhóm trước. Và chúng ta nhìn thấy đến đây chúng ta vẫn còn một hydro nữa và cũng vẫn là hydro linh cộng. Cho nên chúng ta có thể một lần nữa dùng 3 giờ để vứt nó ra để thành C trừ, và chúng ta có thể gắn thêm một cái gốc R phẩy vô đây nữa. Như vậy là chúng ta có thể thu được cái axit phân nhánh tại carbon alpha. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ đây, chúng ta tổng hợp cái axit này, hai methyl butanoic, hoặc là butanoic, thì chúng ta thấy là cái bao giờ cũng vậy, cái ST malonic cũng cung cấp cho chúng ta hai cái carbon, một carbon nhóm trước và một carbon alpha. Thì như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng hai cái gốc hydro carbon còn lại, đó là một gốc ethyl và một gốc methyl. Thì như vậy từ cái ST malonic chúng ta sẽ dùng ba giờ mạnh, hai ba giờ hữu cơ để chúng ta chuyển cặp van nhiêu. Rồi sau đó chúng ta cho phản ứng với cái góc ví dụ đang chúng ta dùng C2H5Cl chẳng hạn, thì chúng ta lại gắn được vào đây. Tới đây chúng ta chưa chuyển phân, chúng ta làm tiếp một lần nữa, tức là lại cho phản ứng ngoài trở tiếp theo, lại trở thành cặp van nhiêu tiếp. Rồi tới gắn gốc còn lại là gốc C2H3Y, bây giờ chúng ta mới chuyển phân nó và chúng ta đề cặp gốc sinh hóa. Đó là cái axit malonic ra, chúng ta tổng hợp ra axit phân nhánh ngay được ở cái chỗ carbon alpha, và nó cũng cho chúng ta tổng hợp được axit vòng nữa các bạn, axit mạch vòng. Ví dụ như chúng ta tích lô lô tan cặp butylic, chúng ta cần tổng hợp cái axit này ngay từ ST malonic. Thì mới đầu các bạn cũng phân tích cho là cái ST malonic sẽ cung cấp cho các bạn hai carbon, một carbon nhóm trước và một carbon alpha. Thì như vậy cái phần còn lại của các bạn sẽ là cái gốc hydro carbon còn lại. Nếu được lượng đóng vòng như thế này thì cái dẫn xuất của các bạn sẽ là dẫn xuất đi halogen. Các bạn sẽ sử dụng dẫn xuất đây bốn carbon là dẫn xuất đi halogen. Rồi là bao nhiêu ST malonic lần thứ nhất. Rồi chúng ta gắn vào. Rồi vẫn còn một hydro alpha, chúng ta cho phản ứng với ethylat lần nữa. Thì chỗ này lại thành cặp ba nhiêu, và đây là dẫn xuất halogen, thì C này sẽ gắn vào. Đó, chúng ta gắn vào. Rồi chúng ta chuyển phân và chúng ta đề vào bốc sinh hóa luôn. Thường cái phản ứng thủy phân thì nó sẽ đi kèm về vào bốc sinh hóa luôn. Và hồi đấy chúng ta biết là cách từng phản ứng một. Tại phản ứng thủy phân ST thường là nó ra mỏng với nhiệt độ các bạn. Và khi nó có nhiệt độ thì nó thủy phân ra axit, thì đồng thời nó cũng sẽ để vào bốc sinh hóa luôn. Chúng ta được quyền biết kết luôn hai phản ứng đấy là một. Còn nếu như ở đây không có nhiệt độ, không có nhiệt độ ở đây, thì chỗ này các bạn sẽ phải là COH một nhóm nữa. Và có nhiệt độ thì mới loại đi một nhóm. Đó là cái phương pháp malonic có thể cho chúng ta tổng hợp được axit phân nhánh carbon alpha, có thể tổng hợp được axit vòng nữa nha. Rồi một số phản ứng khác, ví dụ như phản ứng ngưng tụ pectin mà các bạn đã học rồi, phản ứng ngưng tụ pectin đó là phản ứng của aldehyde thơm với lại aminic acid. Đây phản ứng ngưng tụ
nó sẽ hương độ ở cái nhóm chất carbonin, nó sẽ loại nước oxy của nhóm carbonin của andesitol với hydro alpha, nghĩa là hydro alpha của andesit. Các bạn đã học một cái ví dụ đơn giản của các bạn ở dưới chương carbonin đó là CHO mà các bạn cho phản ứng với andesit acetic. Thì đây cũng là carbon alpha luôn rồi. À, cho nên sản phẩm của các bạn rất đơn giản, sẽ là CH này loại oxy và hai cái nitơ này đi, thì chúng ta sẽ nối đôi CH rồi nhóm này cắt một nửa phân tử còn lại COOH. Còn nếu như ở chỗ này của tôi CH2 và tôi lại còn các cái gốc nitơ carbon khác nữa cơ, thì đây vẫn là carbon alpha. Carbon alpha thì khi đó cái chỗ này chúng ta sẽ có góc R hoặc qua đây, chứ không phải là các bạn thấy ví dụ đây là nhóm CH3 là các bạn loại của cái này là không đúng, nhớ là phải tại carbon alpha. Đó thì bằng cái phản ứng hương độ cái tin này thì chúng ta luôn luôn điều chế được dẫn xuất của axit cinnamic. Dẫn xuất của axit cinnamic chúng ta thấy cái cấu trúc này là của axit cinnamic này. Chỉ có các con số 2 thêm nhóm benzin hoặc là nhân không chúng ta có thể gắn thêm các nhóm thế khác nữa. Chúng ta vẫn có cái khung của axit cinnamic. Và về tính chất vật lý thì thôi các bạn đọc không ra tính chất vật lý chúng ta đọc không. Tính chất vật lý của axit thì nó tùy thuộc rất nhiều vào cái liên kết hydro ở đấy, chúng ta nói liên kết hydro đó, nó tùy thuộc vào cái đó rất là nhiều. Và liên kết hydro của axit thì lại rất là bền. Đây là dạng dimer của axit, tức là hai phân tử nó quay hai nhóm chiếc, quay đầu thì nhóm chiếc axit và phản ứng liên kết hydro với nhau. Còn nếu polymer thì cứ nhiều phân tử liên kết dài liên kết và đó là dạng sang và dạng dimer. Thì cái axit của chúng ta phần lớn là nó tồn tại ở dạng dimer. Rồi nói về tính chất hóa học. Rồi bây giờ chúng ta so sánh hai cái nhóm trước, một nhóm carbonin, một nhóm trước là nhóm carbonin và một nhóm trước là nhóm trước axit. Nhóm trước carbonin cụ thể như nhóm aldehyde này, thì các bạn thấy là nếu như cái liên kết này nó oxy có độ ấm điện lớn này, đứng cạnh một liên kết kép, cho nên nó sẽ kéo cái đôi điện tử pin này về phía nó, cho nên nó sẽ mang một phần điện tích âm, một phần điện tích âm, và cả con này sẽ mang một phần điện tích dương. Rồi còn axit thì sao? Axit cũng có cái nhóm trước carbonin này cũng rút về, cũng mang một phần điện tích âm, một phần điện tích dương, nhưng trên oxy này có đôi điện tử tự do. Và oxy nào cũng có hai cặp điện tử tự do đấy, thì nó lại rút xuống. Đây là âm này, đây là dương, đúng không? Âm dương và dương đây đôi điện tử rút xuống như vậy, mà mặt độ điện tích dương trên này sẽ bị sao giảm đi rất nhiều. Cho nên mặt độ điện tích dương trên nhóm carbonin sẽ nhỏ hơn trên nhóm carbonin, sẽ nhỏ hơn. Rồi nói về cái liên kết OH của axit, đó là một liên kết phân cực, cho nên là axit carbonic hoặc tính axit rất rõ rệt, tính axit mạnh. Rồi nãy đã nói rồi, điện tích dương trong nhóm COH nhỏ hơn trong nhóm CHO. Người ta sẽ chia cái phản ứng của axit ra làm bốn loại. Loại phản ứng thứ nhất là loại phản ứng chất liên kết OH, tức là phản ứng thể hiện tính axit. Rồi là phản ứng thứ hai là phản ứng tổng hợp vào cái nhóm vào cái carbon này của nhóm chất carbonin này, sau đó sẽ đứt liên kết C và O. Rồi là phản ứng thứ ba là phản ứng trên cái gốc hydro carbon, trên gốc hydro carbon. Phản ứng thứ tư là đề carboxin hóa.
bốn loại phản ứng, chúng ta sẽ xét lần lượt bốn loại phản ứng đó của axit. Rồi loại phản ứng thứ nhất là phản ứng đứt liên kết OH, tức là phản ứng thể hiện tính axit của axit carboxylic. Axit carboxylic sẽ phân lên trong dung dịch cho nhất là những axit đầu mặt hoặc những axit mà có gắn thêm những nhóm nút điện tử thì nó sẽ phân ly ra H cộng. Và cái hàm số phân ly này thì cũng nhỏ chứ không lớn, cho nên axit carboxylic là axit yếu không? Axit yếu. Đấy là nói về axit đơn giản chỉ là mạch carbon. Còn nếu khi mạch carbon gắn thêm những nhóm nút điện tử thì khi đó thì axit sẽ tăng lên. Ví dụ như chúng ta có axit acetic CH3COOH, axit này ở nồng độ khoảng vài phần trăm, từ khoảng độ dưới 8% là chúng ta làm giấm ăn được. Nhưng nếu như chúng ta thay ba cái hydro này bằng ba nguyên tố clo thì nó mạnh, thì chloroacetic thì nó lại mạnh ngang với các axit vô clo như là axit HCl, axit hydroxylic. Cho nên chúng ta nói là chúng ta nói tới cái axit mà mạnh axit đơn giản chỉ là các gốc hydro carbon bình thường thôi thì hàm số phân ly của nó nhỏ. Nhưng mà khi mà cái gốc hydro carbon này thay bằng một cái nhóm nút điện tử mạnh thì khi đó là tính axit của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Rồi ion carboxylic khi mà axit phân ly ra H cộng thì nó còn lại cái ion là ion carboxylic CO trừ. Và CO trừ này thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái nhóm carboxylic này có cộng hưởng, có sự cộng hưởng và nó thể hiện rất rõ bằng cách là chúng ta đo bằng phổ ngoại thì người ta thấy là khi chúng ta biết là C nối đôi O rồi C nối đơn thì đáng nhẽ liên kết này phải dài hơn, liên kết này phải ngắn hơn. Nhưng thực tế thì ta đo được hai liên kết này bằng nhau. Điều đó chứng tỏ rõ ràng là trong cái nhóm carboxylic là có sự cộng hưởng về mặt điện tử nên liên kết lại với nhau rõ ràng. Rồi bây giờ đây là một số cái phản ứng thể hiện tính axit của axit carboxylic. Thứ nhất là tác động được với các kim loại, nhất là các kim loại hoạt động. Nó có tính axit cho nên phản ứng với kim loại hoạt động là một này, phản ứng với bao giờ là hai này, phản ứng với oxit 3 giờ này, chắc rồi nó phản ứng với muối của axit yếu hơn nóng. Đó là tính chất của axit. Rồi chúng ta học từ vô cơ lại cơ. Axit phản ứng với kim loại, axit phản ứng với 3 giờ là phản ứng trung hòa, và axit phản ứng được với oxit 3 giờ nha. Rồi axit phản ứng với muối của axit yếu hơn nóng, axit yếu hơn nóng ở đây là axit carbonic. Axit carbonic là axit vô cơ yếu nhất. Axit carbonic thì mạnh hơn phenol nhưng mà vẫn yếu hơn về axit carbonic này. Cho nên axit carbonic này sẽ đẩy được cái muối này ra, natri hai vào đây và đẩy CO2 và nước ra. Đó là tính axit ra. Rồi nó có thể tác dụng với một hợp chất đặc biệt đó là diazometan để nó tạo thành cái este là methyl carboxylic. Tức là cái este này luôn luôn có cái gốc là phần ancol là CH3, luôn luôn có cái gốc này, gốc methyl. Methyl có chung tên este này là methyl carboxylic hay là methyl este. Thì hợp chất diazometan viết gọn thì sẽ là CH2NH2. Viết gọn công thức nguyên sẽ là CH2NH2. Còn biết cấu tạo ra nó là một chất có cực, nó có một cái nitơ bậc 4 cộng. Đây là công thức của diazometan hai dạng, và có thể viết dưới hai dạng. Rồi và khi chúng ta cho axit phản ứng với diazometan thì nó sẽ phóng thích ra nitơ và CH3 sẽ ở cái gốc phần ancol của este. Rồi cơ chế của quả này, chúng này chúng ta xem thêm chút. Thực chất này là chất có cực, xong cho nên nó có thể cộng hưởng. Đơn này đặt xuống, đơn này đẩy lên, như vậy CH2 này sẽ lên trừ. Mà axit chúng ta biết phân ly ra H cộng, cho nên CH2 trừ nhận H cộng của thành CH3. Đơn này đặt xuống đây thì nitơ vẫn là một mối, tại đơn này đứng đẩy đến đây thì phải nitơ một mối vẫn còn. Và đối với ba đây với nitơ chúng ta có nitơ một mối. Rồi với hợp chất này thì
ô trừ sẽ nhận thấy pH ba cộng của đôi điện tử là đi lên trung hòa với nitơ để phóng thích ra nitơ và tạo ép đen. Đó là cơ chế của cái phản ứng này. Rồi bây giờ loại phản ứng lớn thứ hai vừa rồi mới là phản ứng thể hiện tính axit rồi. Bây giờ là phản ứng loại phản ứng thứ hai là cái loại phản ứng mà trước tiên nó cộng hợp cả hòa nhóm carboxin, sau đó mới là xảy ra sự tách loại và cộng hợp vào nhóm carboxin cũng là cộng theo cơ chế cộng hợp ái nhân giống như với hợp chất carbonin mà chúng ta đã học rồi. Đây là công thức giới hạn của axit thôi nha. Như vậy chúng ta có một cái C là C cộng và O là O trừ. Và khi mà một tác nhân ái nhân nucleophil ái nhân, tác nhân ái nhân này có thể là một ion âm, có thể là một hợp chất trong đó có nguyên tử mang đôi điện tử tự do, ví dụ như là anco thì oxy có đôi điện tử tự do, hay ammonia có đôi điện tử tự do, hay là amin cũng vậy, nitơ cũng có đôi điện tử tự do đó. Thì những tác nhân này là có đều có thể trở thành những tác nhân ái nhân hết, hay là RO trừ thì đó là alcohol thì cũng là tác nhân ái nhân đó. Có thể là mang điện tích âm, cũng có thể là có nguyên tố hoặc có nguyên tố này có mang đôi điện tử tự do. Thì đầu tiên là phản ứng tổng hợp và tác nhân ái nhân cộng vào C cộng ái nhân, cho nên là nơi nào có điện tích dương là sẽ thành công. Như vậy thì O sẽ là O trừ, và sau đó OH trừ sẽ được tách ra, thì C này C cộng thì đôi này sẽ tách trừ, sẽ thành lập trở lại cái liên kết đôi. Thì đó là cái cơ chế chung cho các cái phản ứng thuộc loại này. Rồi chúng ta sẽ xếp từng loại phản ứng một. Phản ứng tổng hợp ái nhân xúc tác là bao giờ? Cụ thể ở đây là cộng với ammonia và dẫn xuất của ammonia. Rồi ví dụ chúng ta có axit, chúng ta cho phản ứng với ammonia thì chúng ta biết rồi axit với bao giờ, ammonia có tính bao giờ, đúng không? Ammonia có tính bao giờ là lý do là tại vì sao nitơ còn đôi điện tử tự do đang có khả năng gắn thêm một proton H cộng. Chúng ta học axit bao giờ thì lưu ý rồi, axit thì làm sao có orbital chống, có nguyên tố còn orbital chống, còn bao giờ thì lại là có nguyên tố còn đôi điện tử tự do. Đó, mà ammonia thì là nitơ còn đặc điện tử tự do. Đó, do đó mà đây là bao giờ, đây là axit mà chúng ta biết rồi, axit với bao giờ phản ứng với nhau thì tạo thành muối, đúng không? Học từng vô cơ đã biết rồi. Ví dụ NaOH cộng H2SO4 thì được ra sinh phát và nước. Đó thì ở đây axit là bao giờ thì sẽ tạo thành muối. Như vậy chúng ta sẽ có một cái muối ammonium 4 ngay ở nhiệt độ thường. H cộng hoa sẽ gắn với nitơ, ở đây sẽ thành NH4 trừ NH4. Đấy là ở nhiệt độ thường. Khi chúng ta nâng nhiệt độ gần 200 độ thì khi đó nó sẽ loại nước lên và nó sẽ cho chúng ta là amin. Như vậy đó là nhóm OH đã thay bằng nhóm NH2 và cái cấu trúc COOH2 này là cấu trúc của amin. Rồi đấy là cái phản ứng, nếu người ta tách cái phản ứng này ra thì chúng ta sẽ biết như thế. Còn nếu khi có một trường hợp nữa người ta sẽ biết thẳng với các bạn, đó là từ đây hai này là nhìn trên chúng ta thì là để luôn nhiệt độ cao thì các bạn phải cho thẳng là amin luôn. Cho nên là trong mỗi phản ứng các bạn rất cẩn thận. Nếu người ta chỉ cái này là trên những tay không để nhiệt độ, có nghĩa là nhiệt độ thường, thì các bạn phải ra muối trước đã, xong rồi mũi tên tiếp theo nhiệt độ thì khi đó các bạn ra amin. Còn nếu như người ta để cái này cộng với này thì trên những tên người ta để luôn là nhiệt độ thì các bạn phải cho thẳng ra amin. Đó là cái mà các bạn phải phân tích nếu như trong cái chuỗi phản ứng, và thường đề thi các bạn là có chuỗi phản ứng. Các bạn chắc là các bạn có tham khảo đề của các năm trước, cho nên là các bạn phải hết sức cẩn thận. Cái phản ứng này nó cũng chỉ có giá trị về mặt lý thuyết thôi, bởi vì phản ứng thì đưa lên nhiệt độ rất cao, gần 200 độ, và hiệu suất của phản ứng thì cực kỳ thấp. Cho nên nó chỉ có giá trị về mặt lý thuyết, chứ về mặt thực tế để điều chế axit bằng con đường này thì người ta sẽ không điều chế bằng con đường này, không còn con đường từ axit cho phản ứng với ammonia thành amin.
cơ chế của cái phản ứng này nha. Cơ chế thì chúng ta thấy đầu tiên cũng vẫn vậy thôi, do cái nhóm chất này phân cực O trừ và C cộng, cho nên là đôi điện tử tự do là tác nhân ánh nhân nên sẽ tấn công là C cộng. Như vậy là đôi này cho để thành lập liên kết, như vậy trên đi cơ sẽ mang được ít dương, đôi điện tử đã cho từ đầu tự do này thành lập liên kết mang được ít dương. Như vậy ở đây dễ dàng để phóng thích ra được một H cộng để trở thành cái nhóm NH2, và cái H cộng này sẽ được đôi điện tử oxy trên nhóm này giải lớn thành một dạng oxonium, và dạng này sẽ được tách ra với dạng một phân tử nước. Phân tử nước để tách ra phân tử trung hòa để nó mang điện tích dương trên này rồi, cho nên là đôi điện tử này phải đi theo C này sẽ tăng C cộng và O trừ sẽ tăng xuống để trung hòa. Như vậy sẽ thành lập trở lại cái liên kết trên đôi điện tử. Cho nên đây là cơ chế rõ ràng, đầu tiên là tổng hợp ánh nhân rồi sau đó đến chỗ tách tách O H trừ để đi với dạng là đó là cơ chế của cái phản ứng này. Rồi, thay vì ở trên này là amoniac, chúng ta có thể dùng dẫn xuất của amoniac. Amoniac là NH3, khi chúng ta thay hydro của nó đi thì sẽ là amin. NH3 là amoniac, thay một hydro bằng gốc R chúng ta có amin bậc nhất. Nếu thay cả hai thì chúng ta có amin bậc hai, và nếu thay cả ba chúng ta có amin bậc ba. Thì như vậy là chúng ta có thể cái này hết hydro rồi cho nên không có phản ứng. Còn với amin bậc nhất thì chúng ta sẽ có amin chỗ này là đốt R amin thế một lần, amin thế hai lần. Còn amin bậc còn nguyên nhóm NH2 và amin bậc một hoặc amin nguyên thủy. Thì đó là, nhưng mà những cái phản ứng này nhấn mạnh rằng nếu làm thực tế chúng ta sẽ không làm phản ứng này, người ta sẽ đi cái con đường khác để đưa cái amin tốt hơn, tức là người ta sẽ không đi từ axit, người ta sẽ hay đi từ các dẫn xuất của axit. Bây giờ chúng ta sẽ học các cái phản ứng đưa cái amin. Rồi axit khi cho phản ứng với lại hydrid kim loại, ví dụ như với ethylnitrogen citric thì nó sẽ cho chúng ta ancol bậc nhất. Phản ứng với ethylnitrogen citric thì thường như công thức người ta tự được là ete, và sau phản ứng thì thường người ta sẽ axit hóa thì người ta mới thu được ancol, còn nếu khi chưa axit hóa thì thường về ancol sẽ là dạng ancolat. Ví dụ đây chúng ta sẽ hay ở dạng ancolat của liti, tức là thay vì hydro đây thì sẽ là liti hoặc là nhôm. Người ta cũng có thể thay cái lithiumhydrid bằng là boran. Nếu mà bằng boran thì chúng tôi người ta sẽ dùng tetrahydrocyclan, thì nó có thể có cái tác dụng khử chọn lọc hơn nhiều. Chúng ta biết cái lithiumhydrid nó không chỉ khử có cái nhóm chất axit đâu, nó khử cả nhóm carboni, nó khử cả nhóm NO2, nhiều nhóm nó khử được đó. Cho nên nếu trong phân tử chúng ta có nhiều nhóm trước mà chúng ta chỉ muốn khử nhóm chất axit thôi thì chúng ta sẽ có thể dùng với các nguyên chọn lọc hơn, đó là boran BH3 hoặc dưới dạng là BH6 là diboran, thì chúng ta cũng thu được ancol. Rồi ví dụ chúng ta có vô trợ 3 NOX, chúng ta thử bằng lithium nitrit thì chúng ta sẽ thu được ancol chloro tương ứng, nó không thử được nối đôi nha. Tất nhiên mà nitrit kim loại này nó không thử được cái nối đôi CC, không thử được, thế thì thử nhóm này thành nhóm CH2 hay là hợp chất này. Hợp chất này thì người ta sẽ dùng BH3 boron, người ta không dùng đứa này, không dùng đứa này thì nó thử luôn được nhóm này thì NH2. Thế nên người ta muốn bảo toàn nhóm này thì người ta dùng BH3 để người ta thử. Ứng cộng hợp ánh nhân và xúc tác là axit, phản ứng này các bạn học rồi, chuyên ancol. Đó chính là phản ứng ethen hóa.
axit sẽ phản ứng với acetone, với thuốc tác thường là axit nước nước, thường là những axit đặc đặc có tác dụng thuốc nước, ví dụ như axit sulfuric, axit phosphoric hay là axit valproic sulfonic chẳng hạn, đó đều là những axit thuốc nước. Thì khi đó chúng ta sẽ thu được ester và nước. Chúng phản ứng này là phản ứng thuận tính, nếu là như vậy. Ví dụ chúng ta có ethyl acetate và chúng ta có acid acetic cho phản ứng với ethanol hay là rượu ethylic thì chúng ta sẽ thu được ester là ethyl acetate và nước. Cơ chế phản ứng này chúng ta đã học ở chương Anco, chúng ta sẽ phải cơ chế ở chương Anco. Cái ba bài giảng chúng tôi có thể cho các bạn có viết pin thì lát các bạn lên các bạn chép. Nhưng mà đến phần bài tập thì tôi sẽ không cho, chỉ cho ba bài giảng thôi để học thôi. Còn ba bài tập thì tôi không cho. Đây. Quan trọng không cho. Rồi, mà vẫn thuộc phản ứng thế phản ứng cộng hợp hóa nhân từ tách loại. Đó là phản ứng thay thế nhóm OH, tức là đứt cái liên kết CO đó và thay vào đó là nguyên tố halogen. Thì khi thay như thế thì chúng ta sẽ được cái loại hợp chất có tên là halic acid hoặc là acid halic. Thì khi chúng ta cho acid tác động với choline chloride PCl5 hay PCl3 thì chúng ta sẽ thay OH của acid bằng halogen. Và cái hợp chất đó chúng ta sẽ gọi chung nó là acid halic. Halic là từ halogen nha các bạn, nam là gốc gốc nha. Ví dụ như là lo thì là ta trừ là chloride nha, bromine thì đôi khi còn acid, gốc acid là bởi vì tên của nó là acid thì người ta sẽ bỏ đuôi của acid đi, người ta thay bằng in, cho nên người ta gọi là acid halic. Ví dụ như là các bạn có acid acetic CH3COOH, rồi thì các bạn bỏ OH đi, các bạn còn lại cái gốc này acetic thì bỏ đuôi x đi, thì sẽ là acetin, rồi đến thay bằng clo thì là chloric, ví dụ như thế. Tên quốc tế thì cũng phải cũng bỏ x thay bằng in, tên quốc tế là ethanoic thì cái là ethanoin, rồi chloric. Cho nên người ta gọi chung cái hợp chất này là acid halic hoặc là halic acid cũng được. Ví dụ các bạn có acid acetic, chúng ta cho phản ứng với choline chloride HOCl2 choline chloride thì chúng ta sẽ thay OH bằng halogen. Ví dụ nữa, đây là một acid form 3 năm dimethylbenzoic, chúng ta cho phản ứng với PCl5. Muốn thay brom thì chúng ta sẽ dùng PCl3 thì chúng ta thay OH bằng halogen. Acid này là acid benzoic, bỏ x đi thì sẽ là benzoin. Rồi. Rồi lát nữa thì sang cái phần dẫn xuất axit thì các bạn cũng sẽ có công thức để bảo tên. Còn bây giờ anh chấp nhận như vậy thôi. Đây là cái phản ứng rất quan trọng ha, để điều chế ra cái dẫn xuất axit halic. Và cái dẫn xuất này các bạn đã học ở khi chương khi cô gặp quan thông rồi, đó là dẫn xuất để axit hóa và liên lên lên theo kỳ đề pháp để chúng ta có ceton. Rồi đó là loại phản ứng thứ hai. Xong rồi, giờ chúng ta sang loại phản ứng thứ ba, phản ứng đề là bốc sinh hóa. Với monoacid thì phản ứng đề là bốc sinh hóa khó xảy ra. Với monoacid, đấy là khó xảy ra với monoacid thông thường. Còn nếu khi gốc micro carbon của nó gắn thêm những nhóm nước điện tử thì phản ứng đề là bốc sinh hóa có thể xảy ra dễ dàng. Ví dụ như là các bạn có acid acetic, các bạn thấy là với acid acetic chúng ta cho bạn nồi nếu như chúng ta đun lên, các bạn nào đã từng đun giấm rồi, các bạn nữ thì có làm đúng không? Chúng ta hay làm đồ chua đậm kiểu các thứ chúng ta hay đun lên thì chúng ta thấy là hơi acid bay đầy phòng đúng không?
đó, chứ nó không hề sinh ra chất nào khác, đó, nó chỉ bay hơi đi thôi. Đó. Nhưng nếu như chúng ta thay cái hydro của cái nhóm CH3 của axit acetic bằng những nhóm nước điện tử khác, thì khi đó phản ứng đèn cặp oxit nó có thể xảy ra. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng thay hydro bằng baclo, chúng ta có axit bicloroacetic, chúng ta có thể thay hydro bằng nhóm NO2, bằng nhóm cyano hay bằng một nhóm acetin chẳng hạn, thì đều là những nhóm nước điện tử mạnh thì phản ứng đèn cặp oxit nó có thể xảy ra được. Ví dụ là chúng ta thay bằng nhóm hydro của axit acetic đây, thay một hydro bằng nhóm acetin, axit này được gọi là acetoacetic. Tên thông thường của axit này được gọi là acetoacetic hoặc acetin acetic. Đó, thì chúng ta nhiệt phân, tức là với tác dụng của nhiệt độ lúc lên mol thì sẽ đè vào các tin hóa gọi CO2 và hydro sẽ đặt vào cái carbon bên cạnh này. Như vậy chúng ta có aceto. Rồi hay là muối của nó thì sẽ có thể bị đè vào các tin hóa. Và muối các bạn có học có phải vấn đề từ chế ancan rồi. Ancan, tức là chúng ta dùng muối của axit chúng ta nung với môi tơ xúc, thì chúng ta sẽ thu được hydro carbon, nó tương ứng với phần gốc hydro carbon của axit, tương ứng với phần gốc này thôi, gốc hydro carbon này thôi, thì cái này sẽ bị đè vào các tinh hóa với dưới dạng muối carbonate. Đấy là chưa ancan, các bạn có học từ chế ancan. Rồi nhưng mà muối của axit thì lại có khả năng, nhất là muối bạc, muối thủy ngân của axit monoacid thì dễ bị đề vào quốc tinh hóa, nhất là khi nó có tên xúc tác ở đó là brom, thì khi đó nó đề vào quốc tinh hóa và nó thay vào đó là brom. Ví dụ chúng ta có phenin acetat bằng chúng ta đun nóng với brom, đun nóng với brom thì chúng ta sẽ gọi cái nhóm này đi và chúng ta thay vào đó là brom. Chúng ta sẽ có là bromomethin benzene, hay là đây là axit vòng, chúng ta sẽ nung nó với brom và oxit thủy ngân, thì oxit thủy ngân này chẳng qua là để nó tạo muối thôi, tạo muối ở đây, đây là phần mai này, oxit của nó đây là axit để tạo muối, từ phần nó sẽ nung với brom và cái này thì là dung môi, thì chúng ta sẽ thay để cả oxit hóa đi và chúng ta thay vào đó là brom. Thôi những phản ứng này thì ít khi chúng ta gặp lắm, chúng ta đọc là chủ yếu thôi, cái quan trọng là chúng ta chưa biết được này. Còn acid thôn, acid thôn tức là acid có nhóm chữ acid gắn trên bên thôn, nhất là khi mà các cái vị trí octo so với nhóm chữ tetra, so với nhóm chữ gắn đây là nhóm nước điện tử, đây là nhóm nước điện tử rất là mạnh, thì khi đó phản ứng đèn cặp oxit hóa cũng xảy ra rất dễ dàng. Trong môi trường có acid nước rồi nhiệt độ thì món này sẽ bị đề vào quốc sinh hóa, thì chúng ta sẽ có 1,3,5 trihydrobenzene. Còn acid benzoic thì cũng không dễ bị đề vào quốc sinh hóa. Rồi bây giờ đến loại phản ứng tư, phản ứng của cái gốc hydro carbon. Phản ứng oxy hóa, phản ứng oxy hóa này chúng ta cũng ít gặp. Phản ứng oxy hóa thì cái gốc ankin, gốc không thì không bị oxy hóa rồi. Nếu là gốc ankin thì có thể bị oxy hóa. Kể cả oxo ankin, oxo là chúng ta biết rồi, oxo là hóa nhóm C đối với O, magic ceton đó. Oxo ankin thì có thể ở vị trí alpha cũng có thể ở vị trí beta. Đây ví dụ chúng ta có axit này nếu oxy hóa bằng men, tức là bằng enzyme nhé, thì thường là chúng ta sẽ có là beta oxoacid, và nếu chúng ta oxy hóa bằng một cái tác nhân oxy hóa chọn lọc đó là selenoxid thì chúng ta sẽ có alpha, hay chúng ta oxy hóa bằng nước oxy giảm thì chúng ta sẽ có là beta oxoacid, cho nó sẽ ngang qua là beta hydroxy trước rồi sau đó hydroxy hoặc oxy cũng là một trong những là cái nhóm OH này có hai tên gọi, một tên gọi là nhóm hydroxy, một tên gọi là oxy nữa, đừng lại với cái tên là oxy nha, nếu không phải oxy có nghĩa là tên đôi đôi O đó, nhóm này gọi là nhóm keto. Do đó cái phản ứng này thuộc về loại phản ứng khá là phức tạp,
chúng ta cũng không lường trước được nó đâu. Nếu chúng ta ví dụ như ăn riêng thì nhiều khi là trong cơ thể, trong cơ thể cống thì nó cái phản ứng về ăn riêng chẳng hạn, hay chúng ta phải có một cái ăn riêng chuyên biệt ở bên ngoài chúng ta oxy hóa, cho nên cái phản ứng này chúng ta sẽ ít quan tâm. Rồi bây giờ đến cái loại phản ứng halogen hóa ở cái gốc ăn riêng, phản ứng halogen hóa thì chúng ta phải quan tâm đến phản ứng này. Nếu chúng ta lo phản ứng với halogen, nếu chúng ta là phốt pho này là phốt pho đỏ thôi nha, nếu chúng ta là phốt pho thì nó sẽ thế cái hydro alpha, thế hydro alpha bằng nguyên tố halogen. Thì tùy cái mức độ chúng ta sử dụng mà thế 1, 2 hay là 3. Ví dụ với axit acetic thì có thể thế cả 3 nếu chúng ta dùng bao nhiêu lượng chrome. Ngoài cái chrome phốt pho chúng ta có thể thay bằng PbR3 hoặc là PCl5, PCl3 thành. Rồi phản ứng lo hóa và xuất sắc ánh sáng thì rất là khó lớn. Chúng ta biết rồi, các bạn học ăn cam rồi. Ăn cam mà khi chúng ta lo hóa xuất sắc ánh sáng thì nó không tuân theo quy luật nào cả. Chrome thì nó sẽ ưu tiên thế ở cái carbon nó bật cao luôn. Nhưng mà chrome thì nó rất là mạnh, cho nên nó có thể thế ở bất kỳ cái vị trí carbon nào có hydro nó đều có thể thay thế được hết. Cho nên chúng ta không lường trước được nó, chúng ta cũng ít quan tâm đến cái phản ứng mà dưới tác dụng là dưới tác dụng của ánh sáng đối với chrome. Chúng ta lấy một cái ví dụ để chúng ta minh họa thôi. Còn cái phản ứng chúng ta quan tâm đó là phản ứng này. Thế vào gốc thô, gốc thô gắn nhóm COOH thì nhóm COOH là nhóm thế loại 2, đúng không? Là nhóm phốt điện tử. Cho nên phản ứng halogen hóa hay là các cái phản ứng thế lái điện tử khác vào nhân thơ thì sẽ định hướng vào vị trí beta. Ví dụ lo hóa xúc tác bột sắt thì ở đây chúng ta sẽ gắn vào vị trí beta. Nếu mà nitro hóa thì phải là ngưỡng hợp nitric, sulfuric cũng phải gắn nhóm nitro vô vị trí beta. Acid benzoic cam, acid thơm benzoic này không cho phản ứng alkin hóa và acid hóa theo acid. Các bạn học cái phản ứng alkin hóa và acid hóa và bên thơm rồi. Nếu như bên thơm gắn nhóm thuốc điện tử rồi thì phản ứng alkin hóa và acid hóa không thể vào bên thơm được. Tức là nếu như acid này chúng ta thực hiện phản ứng alkin hóa ví dụ C2H5, Cl, Al, Cl3, phản ứng này không gắn được nhóm C2H5 vào bên thơm. Cũng như nếu như chúng ta thực hiện phản ứng alkin hóa, chúng ta dùng CH3 COCl hoặc là CH3 CO 2 lần O, đây là hai tác nhân alkin hóa. Cái này là xúc tác cũng vậy, AlCl3. Thì thay vì nó gắn cái gốc alkin này vào bên thơm thì phản ứng này cũng không xảy ra, bởi vì nó đã có nhóm thuốc điện tử rồi nên phản ứng không xảy ra. Đó là các bạn đã học từ cái chương Aren chương hydrocarbon thôi. Rồi axit nếu mà có nối đơn trong phân tử thì nó cũng thể hiện cái tính chất của nối đơn. Ví dụ như nó làm mất hỏng nước rồi, nó có thể cộng HX cộng rồi, nó cũng có thể oxy hóa ở cái vị trí nối đơn đó. Thì rồi lại chúng ta sẽ nói đến những cái loại cảm biến này. Rồi chúng ta sang một chút xíu về axit carboxylic tương đương, có thể là còn nối đơn hoặc nối ba trong phân tử của axit.